Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái này mấy bạn Kiki ha, vậy quá. Nếu mà ai á, ai mà từng coi cái clip những clip trước của Nam Ngô á, Nam Ngô có một cái clip mà đạt được 1 triệu view. Đó là clip của bạn Muối Tiêu đi vòng vòng chơi, thì được cái clip đó được mình quay ở trên cái không gian vườn này. Thế nào cũng phải có chứ. Đây, cá liềm kiềm nè các bạn. Cá liềm kiềm nè. Ê, đứng nghỉ ra đây. Rồi, có không? Đẹp quá. Trời, làm mình nhớ tuổi thơ mình quá. Ngay từ nhỏ là đã mê mấy cái này rồi các bạn. Từ nhỏ là đã mê gọi là vườn tược, đất đai, cây cỏ rồi. Nay đi đâu á? Chào đây kìa. Hello, hai cha con mình là Nam Ngô đây. Hôm nay hai cha con Nam Ngô sẽ đi thăm cái đây là cái mảnh vườn của mình ở phía sau nhà ha. Thì mọi người thấy trong cái farm mình, cái chuồng chim mình á, nó có một cái hồ sen á. Thì hôm nay mình sẽ đi trở về với tuổi thơ ha. Chỗ này ngày xưa mình chơi cũng thường xuyên. Trở về với tuổi thơ mình đi kiếm coi mấy cái mương này nó có mấy em cá bảy màu không. Mình sẽ vớt để về mình thả trong hồ sen ha. Đây là cái cũng lâu lắm rồi mới ra lại đây. Thì cái không gian này là kỷ niệm ngày xưa của mình ha. Ngày xưa quậy chơi rất là nhiều ở đây. Nhà mình thì ở ngay Bình Nhâm, Lái Thiêu, Bình Dương. Thì Lái Thiêu thì nó nổi tiếng nhất là với cái vườn măng cục ha. Một lát nữa mình sẽ giới thiệu các bạn những cái cây măng cục đằng kia. Đó. Lái Thiêu là nổi tiếng với vườn trái cây mà. Măng cục thì nó ở đây có những cây tơ nè. Lúc trước có những cây nó tuổi đời nó tới cả 100 tuổi các bạn. Mà nó cũng cũ rồi, hết cái năng suất rồi. Đó, còn những cây bên này là những cây tơ thôi. Đây là cây măng cục nè, cây măng cục còn tơ nè. Bi ơi đi chờ ba với, con đừng có chui vô mấy cái bụi, nhiều khi nãy gặp em kiến vàng á. Đó. Để mình đi khảo sát vòng vòng coi mấy con cá, mấy bạn cá đều nằm trong những cái mương nước này nè. Mình coi coi có không, mình sẽ vớt ha. Mít rụng nè. Thì lúc trước ở đây là cây măng cục kính luôn các bạn. Đó, nhưng mà những năm sau này bắt đầu năng suất nó giảm xuống rồi. Đó, thì bây giờ đang làm sạch cái vườn để coi có làm gì làm. Ô Bi, bên kia có mấy bạn vịt kìa Bi. Đi qua chơi với mấy bạn vịt đi. Đi hướng này đi, hướng bên này vui hơn. Vịt sim nha. Ở đó mình này quê ngoại. Nghỉ hè rồi hoặc cuối tuần đâu được nghỉ dài dài là được về đây chơi là mình cứ lòng vòng ở ngoài vườn này thôi. Mê, gọi là mê thiên nhiên. Vườn tược rồi từ nhỏ ra đây chơi ha. Rồi leo cây, hái trái cây nè. Xong rồi có 7 chim nữa các bạn. Lúc đó mấy chim sâu á. Rồi chừng 7 đây. Ôi vịt kìa. Mấy bạn chó nữa quá trời luôn. Bên đây là bên nhà hàng xóm nè. Ôi có con chim bói cá kìa. Chim bói cá xanh xanh kìa. Đó, bạn thấy thiên nhiên kìa, ôi nó bay mất tiêu rồi. Ở đây nó sát bờ sông ha, cho nên là thường xuyên gặp những chim bói cá nè, chim bìm bẹp nè. Người ta kêu gì, bìm bẹp kêu là nước lớn á. Mỗi lần nước sông lớn là chim bìm bẹp nó kêu bìp 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 bìp. Ôi. Cái này mấy bạn Kiki ha, vậy quá. Nếu mà ai á, ai mà từng coi cái clip những clip trước của Nam Ngô á, Nam Ngô có một cái clip mà đạt được 1 triệu view. Đó là clip của bạn Muối Tiêu đi vòng vòng chơi. Thì được cái clip đó được mình quay ở trên cái không gian vườn này. Đó, lúc đó là cây cối nó nhiều hơn bây giờ. Và trong cái clip đó có những diễn viên gọi là quần chúng mà bất ngờ, đó là những bạn vịt này luôn. Đó, nhớ không? Những bạn vịt này là vợ mình Lòng Tiến.
còn muối tiêu là mình lồng tiếng. Mấy con vịt sang chảnh đi vòng vòng. Ê, ở đây có cá nè, mà không biết cá gì nè, thấy có nước động động kìa. Đó đó đó, bắn kìa. Kê kê. À, đây 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 đây. Cá kìa Bi. Thấy không, thấy không? Cá này cá... cái gì vậy? Cá liềm kìm. Cá liềm kìm. Đó đó đó, Bi thấy rồi đó. Hả? Vớt em hả? Mày nhanh quá. Mày nhanh thật nhanh luôn. Đâu mất rồi? Lát ra bà té xuống dưới chết luôn. À. Này chắc phải lội xuống dưới luôn. Đâu đi qua góc bên kia coi có nhiều hơn không? Ơi cũng có mấy em cá liềm kìm mà to đó. Rồi để bà kiếm gán mà vớt lên coi. Wow, ê có con cá to nha các bạn, cá sặc hay cái gì á. Mới thấy nè. Này mình làm phải nhẹ nhàng thôi. Làm phải nhẹ nhàng thôi. Không là em nó bỏ chạy hết. Mới thấy con cá to lắm này. Vớt lên cho em Bi coi coi. Nó thấy hai bà con mình nó đi đâu mất tiêu hết rồi Bi ơi. Đi đâu hết rồi. Qua góc bên kia coi. Hả? Này để ba vô từ từ. Ồ bên kia ngỏng mấy bạn ngỏng. Ngày xưa bạn xuống sình này luôn nè, xuống mấy cái mương này nè. Mấy bạn ngỗng này nó trong nhà dữ luôn, thấy người lạ là nó kêu, thấy người lạ là kêu. Hồi xưa tí lắm, mấy ngỗng này không giữ mình thì mình cao tới đây à. Mà đi chơi là ở trần về mưa đi nghe nó kẹp vú bạn cắn đau, khóc quá trời khóc luôn. Ờ ngỗng á, không có rồi, không phải không có, có các bạn, nhưng mà khó bắt chứ không phải dễ bắt nha các bạn. Thấy rất là nhanh. Có cá đó. Hồi xưa là mình sợ mấy con bạn ngỗng lắm. Chó đâu không sợ, chứ mấy con ngỗng đó coi nhà rất là giỏi luôn, nó thấy người lạ. Tại lâu lâu mình mới về mà, về cái này là về ngoại mà, về ngoại chơi lâu lâu mới về. Cái nó kẹp cái vú. Ở trần đi lông tông nó kẹp, cứ nó cỡ Bi lớn hơn Bi chút xíu, vừa tập nó chiếp vô cái khóc quá trời luôn. Các bạn thấy đây là những cây dừa ha. Những cây dừa đã hạ xuống rồi. Ở đây là cây măng nè, cây măng này thấy vậy chứ tơ tơ vậy chứ cũng phải cả chục năm mới được cỡ này nha các bạn. Măng của lái thiêu á, măng chính gốc lái thiêu rất là ngon. Nó ngọt thanh, nó có vị hơi chua chua, giòn, ngon lắm. Nhưng mà sản lượng rất là ít ha. Cho nên là mua mà bây giờ mà mua hàng á, nhiều khi cũng giả măng lái thiêu nhiều lắm các bạn. Măng ở nơi khác đem về không à, chứ măng chánh gốc lái thiêu hiếm lắm. Người bản địa ở đây mà một mùa kiếm chừng chục ký hơn, có chục ký hơn để cúng kiến bàn thờ gia đình đồ này nọ thôi, chứ còn không có nhiều.
Đây là lúc trước là những cái mương nước nè. Bạn nào mà có coi coi clip con muối tiêu á, một ngày dạo chơi con muối tiêu á, lúc trước cái mương này cái mùa đó là nước nó cao hơn ha, thì muối tiêu cứ bò dọc theo cái đường mương dài vậy nè đó. Bạn nào coi sẽ nhớ lại đó ha. Với lại có một trò chơi nữa ngày xưa, lúc mà nhỏ nhỏ lớn hơn chút xíu nè, đầu thi nó có mương nó rộng mà lúc đó mình nhỏ thì coi ai nhảy qua được cái này nè. Nhảy hai chân rồi nhảy một chân rồi nhảy kiểu tùm lum, té chết luôn á. Đâu bị nhảy qua đây coi được không, té lên. Ây da, mát lắm các bạn. Lúc trước kín hết. Đây là các bạn thấy cái cây măng cục á, cái tàn của cái cây măng cục. Ồ, cá động quá trời kìa, cá động quá trời kìa. Ồ, cái cây măng cục, cái tàn của nó ra rất là rộng ha các bạn, mà rất là dễ leo. Các bạn thấy không, cái cành của nó như cái cầu thang nha, nó cứ ra xung quanh như đó, dễ leo lắm. Leo lên trển kiến cắn thấy mùa luôn, kiến vàng nhiều. Đó, cá động quá trời kìa. Để mình đi qua đây mình đón đầu nó coi. Trời ơi. Này 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 này, nhiều lắm nè. Thế nào cũng phải có chứ. Ủa. Đây, cá liềm kìm nè các bạn. Cá liềm kìm nè. Ê, đừng nhảy ra đây. Rồi có con này. Đẹp á. Chạy qua đây, chạy qua đây với ba, chạy qua đây. Chạy qua đây. Kiến lửa nó dí rồi Mi. Rồi rồi, đứng qua đây. Nè, Mi, cá nè. Con này cá sặc cái gì nè. Đó. Hôm nay liềm kìm nè các bạn. Liềm kìm nó có cái mũi nhọn ha. Đó. Cá liềm kìm. Rồi, nhảy xuống đi. Nào thoát ra, nhảy xuống con để trên bờ chết. Đây, 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 đây. Rồi xuống đi, xuống nước đi. Xuống nước. Rồi, xuống nước. Ừ, con kiến lửa, kệ nó không sao đâu. Đây các bạn, chơi chút xíu thì mình cho em nó xuống dưới lại, quay cho các bạn coi thôi, đi về tuổi thơ. Đó. Con cá này chắc cá sặc quá, cái này cá sặc các bạn. Cá sặc à. Đó, con này cá liềm kìm. Còn con này là con kiến vàng nè, có ai gặp con kiến vàng này chưa? Đó. Con này nó cắn con bê lắm nha, nó đang cắn mình kìa. Anh đâu có làm gì mày đâu, cắn chi, thôi đi xuống đi không? Đó. Cá là có ha các bạn ha. Đó. Rồi, nhiều lắm, ngày xưa còn nhiều hơn nữa các bạn ơi. Bây giờ cái nguồn nước nó cũng bị ô nhiễm do công nghiệp quá, hiện đại quá, nhiều quá đó. Cho nên là cái nguồn nước bây giờ nó không có ok như bây giờ, cá nó cũng đi nhiều. Chứ nó tùy mùa các bạn. Tại đây tất cả các mương á, là nó sẽ thông với con sông ha, đằng sau lưng này là con sông. Nó thông với con sông, đâm ra là cá nó vô theo. Ừ. Ok. Rồi xuống. Anh đi coi còn nào khác nữa không? Coi có bạn nào sót trên này không? Đây con coi một bạn sót nè. Xuống con. Xuống 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 xuống. Xuống. Đu, để con lái nó cắn ba luôn. Đâu? Đi phủi giùm ba đi. Cho nằm chỗ nào chỉ ba đi. Rồi kệ, chỗ nào nó cắn là ba biết à. Nó cắn ngứa chỗ nào là biết, nó bò chỗ đó chứ gì đâu. Đó. Rất là nhiều cá bạn. Trời, là mình nhớ tuổi thơ đúng không? Ngay từ nhỏ là đã mê mấy cái này rồi các bạn. Từ nhỏ là nó mê gọi là vườn tược, đất đai, cây cỏ rồi. Chuối, cao. Rồi đó, cái lái thiêu này là cái vườn trái cây. Cho nên là chim á, chim chớp màu nè, chim hoành hoạch nè, chim sâu xanh nè. Nó về đây nó rất là nhiều những con ăn trái cây. Ở đây cũng nổi tiếng con chim gì ta? Ốc bít á, các bạn biết con ốc bít không? Cái con ốc bít nó có chút xíu vô đây à. Rồi cái đầu nó đỏ lét luôn á.
chít 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 chít. Con đó đẹp lắm nha. Đó là xưa mình cũng mê nuôi chim nữa, mấy chim hót. Xong rồi về đây á mình bẫy, nhưng mà mình không có bẫy những cái lụp. Đó ngu ghê lắm các bạn. Trời nè, con kiến nè. Đây nè. Đó, bò đây nè. Ở đây mình bẫy con chim ngô nghê lắm, mình tíu mắc cười lắm. Mình mua con chim của mình, mà lúc đó mình nuôi con chim, đợi ba chút xíu. Mình nuôi con chim vành khuyên á, con khoen á, xong mình về đây mình thấy mấy con chim nó xanh xanh. Lúc đó mình chưa có phân biệt được hai cái giống nó khác nhau. Con chim sâu xanh á, mình thấy nó nhỏ nhỏ mà cũng màu xanh giống như là con chim khoen vậy đó, vành khuyên vậy đó. Ấy mình muốn dụ nó vô lòng, mình treo cái lồng của con chim khoen mình lên để mình mở cửa ra. Mình để chuối ở trong đó, mình tính dụ con kia vô. Ai ngờ con khoen nó bay ra ngoài luôn các bạn. Mất cả chì lẫn chài luôn. Công nhận trẻ con có nhiều cái ngu nghê nhưng mà kỷ niệm nhớ hoài không quên luôn. Ok, đi với ba đi, đi vòng này về luôn nè. Bạn Teppy đi ra đây nhưng mà rất là tò mò, rất là bị thu hút. Nhưng mà nãy giờ bị mấy bạn kiến nó dứt cho mấy cái giờ quýu đòi về. Đâu có sao đâu con. Ok, này chuối ha. Phía bên kia là sông, phía bên kia là bờ sông. Ở đây mấy con kiến vàng này á, là mấy người ta đi câu á, hoặc là người ta đi bắt mấy cái tổ kiến vàng này về để bán cho mấy người nuôi chim á, bán cái trứng kiến á. Cái đất ở đây mà nó tốt, nó trồng cây ăn trái tốt, với nhất là nó gần sông ha, phù sa nó nhiều. Cái thứ hai nữa là những cái lá cây nè nó rụng xuống, thì cái đất này nó rất là tơi xốp, trồng cây nó rất là ngon. Nhưng mà cái đất này nó mềm các bạn, cái đất ở đây nó mềm, cho nên là xây nhà đồ á, là móng miết đồ là phải làm cho nó chắc, chứ nó không cứng như chỗ khác. Có những chỗ khác á, đất cứng á, thì mình xây nhà đồ á, thì nó đỡ cái tiền làm cái kia hơn, nhưng mà bị cái là trồng cây nó không có ngon. Còn đất ở đây á, là phù sa sông nè, rồi mùng, mấy cái mùng của lá cây rồi nó xuống á, nó làm cho đất nó rất là tơi xốp. Thì người ta trồng á, người ta trồng cây măng cục á, là người ta phải đào những cái mương ha. Các bạn thấy á, nó gọi là nó phân từng luống ha. Đây nè, ở bên kia nè các bạn, đấy bên kia là một cái mương ha. Thì chính giữa cái mương đó với cái mương này á, là nó sẽ có một cái cây măng cục, có một hàng cây măng cục đó. Thì rễ cây măng cục nó sẽ rút nước từ hai bên này, nó sinh sống, nó rút cái nước lên. Thì cái nước này á, là nó liên thông với cái sông ngoài kia đó, là cái lượng nước nó ra vô, và nó có nhiều cái chất phù sa trong đó. Bên kia cũng là một cái mương nữa đó, là chính giữa hàng cây măng cục, nó phân từng luống các bạn thấy không. Cái đất bên nhà của mình á, ngày xưa á, đợi ba chút xíu rồi xong rồi nè, đi ra về luôn nè. Nó cái đất ngày xưa là bên nhà mình nó cũng là rau, cái vườn cây măng cục như vậy đó, xong mới cải tạo xây nhà lại. Ok, đi. Anh này lần đầu tiên ảnh mới được đi ra khu vực này, phấn khích, nhưng mà bị kiến cắn quá giờ chạy. Thì đây đang cải tạo lại, đang dọn dẹp cái vườn, chặt mấy bụi chuối đi để coi có làm được cái gì khác hay không. Nhưng mà cố gắng là không có gọi là bê tông hóa, vẫn giữ cái không gian gọi là đất tự nhiên vườn tược như thế này, chứ không có bê tông hóa. Chứ bây giờ mà bê tông hóa lên là nó mất nét hết các bạn. Đây là cái nét tự nhiên. Thì cái mục đích ngày hôm nay mình đi là mình khảo sát, mình tính bắt coi có cá bảy màu không, về thả cho vui. Rồi thấy cá liềm kiềm không, cá liềm kiềm cũng đẹp chứ các bạn. Đó, thì khảo sát cũng có rồi đó, để mình sẽ vớt về để thả trong hồ ha. Mà kiếm thêm được cái cá bảy màu không. Ok, thằng kia nó sợ quá, nó chạy mất tích rồi. Rồi ok, đây là clip đi khảo sát vui chơi với mọi người, để mọi người nhìn ngắm cái không gian của thiên nhiên, của vườn tược. Nó có một chút đồng quê một chút xíu. Bình thường thì chúng ta thấy khói bụi xe hơi, rồi đường giao thông, đèn giao thông các thứ, nhiều khi có cũng nặng mắt quá, nặng đầu quá. Thì nãy giờ chúng ta đi một vòng chơi ha, vớt cá nè, thấy mấy bạn dịch sim nè kêu ét ét à, rồi gặp mấy bạn ngỗng nè quát quát coi nhà, rồi chó tùm lum tà la hết trơn á. Thì hy vọng những cái phút giây vừa rồi á,
cho chúng ta quay ngược về tuổi thơ một chút xíu, đầu óc nó refresh, nó nhẹ nhàng lại chút xíu, để nói chung là cuộc sống hiện đại quá thì nó vẫn phải tiếp tục rồi. Thì có giây phút nào rảnh rỗi thì chúng ta quay ngược về với tuổi thơ nó sẽ cũng vui vẻ hơn. Ok ha, thôi bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn ở video clip lần sau. Bye bye. Đi về thằng nhóc ơi. Kìa cáo quá trời luôn kìa Bi.